thưa quý vị trên đài tiếng nói hoa kỳ tác giả trần văn có bài viết dương đức thịnh và ta vẫn nín chữ ta được tác giả trần văn đặt trong ngoặc kép với một cái ý trào lộng chỉ về phía chính phủ việt nam nhà cầm quyền Việt Nam. Và để cho quý vị tiện theo dõi, anh Chi xin mạng phép đổi chữ ta thành chữ nhà cầm quyền Việt Nam. Tác giả Trần Văn viết như sau. Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn nín chưa có nói tiếng nào về trường hợp Dương Đức Thịnh và bạn bè của cậu. Thịnh từ Việt Nam sang Úc, học trung học ở Merrickville High School, ngoại ô thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, cùng với vài người bạn đã bị buộc thôi học và đang chờ cả hệ thống tư pháp lẫn hệ thống di trú của Úc đưa ra những quyết định cuối cùng là có truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, có trục xuất về Việt Nam hay không. Thịnh và bạn bè của cậu lâm nạn vì vào dịp 30 tháng 4 vừa qua đã giật quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa vứt xuống đất, dẫm lên đòi đốt kèm theo những lời nguyền rủa thô tục. Cả nhóm đã gặp rắc rối khó lường chỉ vì tin những hành động ấy là đúng đắn là cần thiết không phải tự nhiên mà những bạn trẻ này ghi hình và đưa video clip lên mạng xã hội thịnh và bạn bè đã nín nhưng nhiều người suy nghĩ giống thịnh và bạn bè của cậu thì chưa không ít người bày tỏ sự tự hào về hành động của thịnh có người khuyến khích các du học sinh nên tiếp tục phát huy rất nhiều người tin rằng phía nhà cầm quyền việt nam sẽ sớm thông qua hệ thống ngoại giao của mình để bảo vệ những bạn trẻ dũng cảm này nếu chịu khó đọc những ý kiến ủng hộ thịnh và bạn bè của cậu sẽ nhận ra những điểm tương đồng trong nhận thức giữa Thịnh và bạn bè với các cá nhân ủng hộ họ. Thứ nhất, không có bất kỳ ai cùng khuyên hướng nhận thức với Thịnh và bạn bè hiểu ra rằng văn minh là phải tôn trọng sự khác biệt, trà đạp hủy hoại khác biệt được xem là tất nhiên. Thứ hai. Những người khen ngợi Thịnh và bạn bè không chỉ tin phía nhà cầm quyền Việt Nam là chính nghĩa mà còn tin vào cái vị thế, vào cái sức mạnh của phía nhà cầm quyền Việt Nam, chỉ cần trung thành với Đảng với nhà cầm quyền Việt Nam là có thể nhân danh 90 triệu người Việt Nam, thậm chí một số người ủng hộ Thịnh kêu gọi các du học sinh hãy bắt chước Thịnh còn khẳng định là sẽ có 100 triệu người Việt làm hậu thuẫn. Vậy thì tại sao phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn cầm nín? thận và bạn bè không phải là những người đầu tiên học và làm theo đảng và nhà nước bị lâm nạn đâu thưa quý vị. Tin vào chính nghĩa của đảng của nhà nước, ông Hồ Ngọc Thắng là một nhân viên cơ quan di trú tại Đức đã dùng Facebook chỉ trích nhiều nơi nhiều người vì đã dám cáo buộc phía cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Và cuối cùng ông này đã bị cơ quan di trú của Đức sa thải bởi nhận định thiếu khách quan. Tuy ông Thắng đã kiện cơ quan di trú Đức ra tòa, nhưng sau khi hòa giải thì cơ quan này vẫn không chấp nhận để ông Thắng quay lại làm việc và chỉ đồng ý trả cho ông này một khoản trợ cấp để ông nghỉ hưu sớm và đi tìm việc khác nếu muốn. Dù sao thì ông Thắng vẫn còn may mắn hơn ông Nguyễn Hữu Long là một người Việt sống tại tiệp khắc. Tin vào vị thế, sức mạnh của đảng ta, ông Long hỗ trợ đảng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và giờ thì đang thi hành án tù của Đức. Đảng và nhà nước ta không chỉ câm ním khi những người hết lòng vì đảng, vì nhà nước ở bên ngoài Việt Nam lâm nạn. Ở bên trong Việt Nam khi cần, ấy, đảng và nhà nước cũng sẵn sàng đập chết ăn thịt những người đã hết lòng vì đảng. Ông Bùi Tiến Lợi, Thượng tá, chủ nhiệm bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khoa học xã hội nhân văn của trường sĩ quan công binh chính là một ví dụ. Tháng 7 năm ngoái, Ủy ban kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bác cái khiếu nại của ông Lợi, giữ nguyên quyết định khai trừ ông Lợi ra khỏi Đảng của tổ chức Đảng cấp dưới vì suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng và nhà nước. Nếu chịu khó theo dõi các diễn đàn điện tử và các trang trên mạng xã hội chuyên hộ Đảng đó, thì bạn ắt phải biết ông Lợi. Một trong những nhân vật nhiệt thành chống cả phản động lẫn những phần tử cơ hội chính trị. Xong năm 2018, ông Lợi đột nhiên lại bị đảng ủy trường sĩ quan công binh loại khỏi lực lượng 47 của nhà trường. Tuy nhiên, quyết định vừa kể không làm cho ông Lợi chùn bước. Ông vẫn tiếp tục viết bài, làm video clip, tiếp tục tá sung hữu đột, chống việc gọi ngụy là Việt Nam Cộng Hòa, chống tôn vinh Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông. Trong một video clip thực hiện năm 2019, ông tuyên bố đại ý là đừng bao giờ nghĩ rằng cứ có các dữ liệu lịch sử thì có thể vơ đảo lãnh hải thêm lục địa đó là của mình. Ai đó nói rằng Biển Đông Trường Sa là của Việt Nam thì đó là tuyên truyền trái với luật pháp quốc tế đó cũng là lý do ông phê phán khuynh hướng thay đổi nhận định về ngụy là lật sử là mỹ dân và người ta biết cả làm sao mà giấu được tới mức này thì đảng và nhà nước thẳng tay tống ông lợi ra khỏi đảng thậm chí còn nhấn mạnh ông lợi đã để cho các thế lực thù địch phản động lợi dụng chống phá đảng và nhà nước làm sao đảng có thể giữ ông Lợi lại trong đảng khi mà ông khẳng định tuyên bố nếu nói rằng Biển Đông Trường Sa là của Việt Nam thì đó là tuyên truyền trái với luật pháp quốc tế, chính là theo định hướng. Đó là phát ngôn có thông tin chính thống. Chúng tôi được tập huấn và đã từng giảng dạy 4 năm năm nay. Tuy nhiên chỉ vì sơ xuất là không đúng đối tượng có mấy chục giây thôi mà tôi phải lãnh án mà bản thân tôi chưa bao giờ hình dung ra. Và trên thế giới người ta cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được là đến mức độ như vậy bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện của cậu thịnh nhận thức hành động của thịnh và bạn bè của thịnh hoặc là những người như ông thắng ông long ông lợi là hệ quả tất nhiên của việc học làm theo đảng chỉ ở đảng mới có cái chuyện quần chúng tự phát được khuyến khích và có thể tự do nhục mạ hành hung những cá nhân công khai bày tỏ sự khác biệt với những cái thứ được dán nhãn chính nghĩa dẫu cái chính nghĩa thường xuyên thay đổi thậm chí là lộn ngược luôn về chuẩn mực chỉ có đảng mới xem cái việc tự chuyển hóa về nhận thức tự điều chỉnh về hành vi mà đảng ta gọi là tự diễn biến ấy là xấu xa các cái diễn biến cho dù ôn hòa vẫn phải đuổi cùng và giết tận chỉ có điều cái kiểu bảo vệ chính nghĩa của đảng ấy hay là của những người phò đảng ấy như trộn bùn với nhớt rồi đem đổ vào nhà những phần tử thù địch phản động không những không hợp nhãn mà còn không hợp pháp với cái phần còn lại của nhân loại thành ra nếu mà đảng và nhà nước có lớn giọng thì chỉ lớn giọng ở bên trong biên giới thôi ở bên ngoài lớn giọng như thế không thể làm bạn được với tất cả vì thế cho nên đảng và nhà nước ta đành phải cầm nín